Sáng nay, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Sau buổi khảo sát thực tế tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị tỉnh tiếp tục tổ chức xét nghiệm sàng lọc F0 gắn với việc chuẩn bị thật tốt nơi thu dung điều trị F0 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục công tác tiêm vaccine đã được phân bổ theo đúng tiến độ, nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, chăm sóc sức khỏe và tinh thần, động viên những bệnh nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ để hiệu quả điều trị tốt hơn. Tuyên truyền cho người dân hiểu đúng về F0 điều trị tại nhà để người dân có sự hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết. Tiếp tục kêu gọi bác sĩ về hưu và những F0 đã được điều trị khỏi quay lại hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế điều thêm nhân lực chi viện cho Bình Dương phòng chống dịch. Riêng tỉnh Bình Dương trong thời gian chờ đợi chi viện tiếp tục linh động sử dụng nguồn lực y tế sẵn có để phòng chống dịch. Quá trình phòng chống dịch cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân, triển khai nhanh và hiệu quả các gói hỗ trợ, không để người dân thiếu đói. Thông tin chi tiết về buổi làm việc hôm nay của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ được chúng tôi tiếp tục ghi nhận thông tin trong chương trình thời sự tối nay lúc 18:30. Mời quý vị theo dõi.